Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay, mình gửi đến các bạn gián đấu của tay độc Nguyễn Thành Bảo và kỳ thủ Trung Quốc Lưu Mông Ngạo. Đây là trận đấu diễn ra ngày hôm qua 7 tháng 9, 2021 trên đấu trường Thiên Thiên Tượng Kỳ. Mời các bạn thưởng thức gián cờ tay độc phế pháo phản công thần tốc.
Trang Duyên.
sĩ 5 tấn 4. Chơi đến đây tay độc chỉ cần chơi nhẹ nhàng chốt 6 tấn 1 là sát cuộc. Cho nên Lưu Mông Ngạo đã buông cờ chịu thua. Các bạn vừa xem xong ván cờ rất hay của tay độc Nguyễn Thành Bảo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.